Tôi
yêu cầu anh đừng có xấu người chắn mặt. Bà Mai cứ nói rồi. Nhưng nhân hiện nay là một chiến binh nó trả nợ non sông, chứ không phải những kẻ chỉ biết liêu lỏng nơi đà đừng đủ tiếng đâu. À, mày chắc tinh thần nhân mày mắc lời tao mà vậy mày tới số rồi. Còn giao nhau rồi. Ở đây đây. Mày kìa, mày tới với nó. Thank you.